Tại Hà Nội, Cục Quân y tổ chức tập huấn quân y toàn quân về chiến lược xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị. Đại tá Ngô Tiến Sĩ, chủ nhiệm hậu cần quân khu, chủ trì điểm cầu quân khu 5. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Chủng virus SARS-CoV-2 đã có những biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh có các biện pháp khoanh vùng dập dịch, xử lý nhanh chóng không để dịch lây lan vào trong quân đội. Những nội dung tại hội nghị tập huấn là cơ sở để các cơ quan đơn vị toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành dễ dàng, nhanh chóng.